đông người rồi. Bác đi vệ sinh đi sao? Gây bẩn hương khói đều á. Bà dùng cả điện sinh hoạt. Đà đấy. Một, hai, ba. Đó, ngươi chụp ảnh. Đèn đấy là hết rồi. Hả? Thoáng bên bên nào đó nè. Tôi tưởng nó thoáng bên cái chua bên đó. Dư thoáng chứ. Chứ mà để con đoàn đấy. Rồi mà nó thoáng bên nào. Dư rồi đó Tuyên. Lại Tuyên đi tiếp. Lại Tuyên đi vào đi thoáng đấy. Lại Tuyên đi tiếp. Lại Tuyên thoáng bên này. Tuyên không bổn. Tuyên đi này nè. Lấy mông. Đây là đinh 8 chốt. Thấy nó tiếp tục nhá.